Hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực bắt tay vào thực hiện các món ngon từ đậu đỏ để đảm bảo chất dinh dưỡng cho những ngày thi nhé. Đầu tiên là một món ăn nghe đã thấy hấp dẫn rồi, đó chính là đậu đỏ cuộn phô mai. Nấu chín đậu đỏ rồi đem nghiền cho nhuyễn mịn. Trải màng bọc thực phẩm ra như thế này rồi dàn đều đậu đỏ như đầu bếp nhé. Thêm các loại phô mai, mozzarella, blue cheese, cheddar lên trên nào. Giờ thì cuộn tròn lại và đem để tủ lạnh một tiếng cho đông nhé. Lấy đậu đỏ ra cắt thành từng khoanh tròn, lăn qua bột mì, trứng, bột xù rồi đem chiên thôi nào. Chào ơi, vàng rụm đẹp mắt chưa kìa. Thử tưởng tượng cắn vào lớp vỏ bánh giòn thơm, chan hòa vị bùi bùi của đậu đỏ bên trong, kết hợp với cái bèo béo của phô mai nữa thì ôi thôi, tuyệt vời phải biết.